Xin chào các bác đã quay trở lại với video của kênh Cửa hàng Kendo Cũ, kênh chuyên giới thiệu về những mẫu đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ Nga, Nhật và Thụy Sĩ. Mở đầu video thì cửa hàng kia xin chúc các bác sẽ có một ngày mới thật là nhiều năng lượng này, vui vẻ và hạnh phúc. Cùng đón xem 17 chiếc đồng hồ cơ cổ ngày hôm nay cửa hàng kia gửi đến cho các bác nha. Và các bác lần đầu biết đến kênh Kendo Cũ thì đừng quên ấn vào nút đăng ký em đã để phía dưới video này để các bác có thể là người đầu tiên đón xem các video được em phát ở trên kênh nha. Mọi chi tiết thì vui lòng liên hệ về Zalo cho em số điện thoại 0936 050 424 em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Rồi cùng đi vào chiếc đồng hồ đầu tiên trong video ngày hôm nay, chiếc Slava của Liên Xô nha các bác. Đó, em Slava này thì sẽ có cái phần vỏ được bọc thép không gì toàn thân các bác nhìn này. Đây là cái phần vỏ của chiếc Slava này nha, còn khá là đẹp, bọc thép toàn thân, mặt đen hai lòng với ba kim và một ô cờ lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ. Em này ở đây thì có ghi đó là một chiếc Slava chạy máy cơ lên dây lên đến 26 chân kính nha các bác. Đó, 26 chân kính cho một em đồng hồ cơ lên dây, khá là lạ luôn đấy các bác ạ. Form dáng trứng chiếc này thì sẽ có cái size trông khá là lớn này, size ngang là 37 và size dọc em này, size ngang 37 dọc cũng là 37, nếu như mà tính cả chân càng vào nữa thì sẽ là 42 nha các bác. Ngang 37 và dọc là 42. Các bác nào có cổ tay từ 19,5 trở xuống và lên tay mình thoải mái luôn nhé, quá là chất luôn. Slava của Liên Xô, mặt đen bao công hai lòng với các cọc số, em này là số trái tia này, kim cọc vàng. Và chiếc Slava này thì sẽ có hai núm nha các bác. Một núm bên trên này các bác ấn vào bên trong này. Đó, đây là một cái bộ lịch bơm. Lịch bơm của Liên Xô sẽ có một cái núm riêng biệt như thế này để chỉnh cái phần lịch. Và nấc thứ hai sẽ là nấc để chỉnh cái phần kim. Còn đối với cái ô lịch thứ thì chỉ cần kim quay hết 24 giờ thì lịch sẽ tự động nhảy sang ngày mới nha. Đây em test thử cho các bác nhìn này. Đó, quay hết 24 giờ thì lịch sẽ tự động nhảy sang ngày mới luôn. Rồi và đây là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này. Các bác nhìn này, bộ máy su nha, máy su nguyên bản của đồng hồ Liên Xô. Cái này là bộ máy cơ lên dây 26 chân kính này, đang trong tình trạng hoạt động rất là tốt. Máy đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi nhé. Rồi các bác chốt đơn cho em với chiếc Slava này. Mã là G21, giá sưu tầm chỉ có 1.280.000 nhé. Máy cơ lên dây 26 chân kính nguyên bản chính hãng của Liên Xô, đang trong tình trạng hoạt động tốt. Mã G21 giá 1.280.000. Em qua mẫu thứ hai, Citizen Autodesk, dòng máy Citizen cổ điển của Nhật Bản. Em này thì sẽ có cái màu mặt đen bao công các bác ạ. Kim cọc được đánh bóng rất là tốt, tạo được một cái độ bắt sáng cao. Một ô cờ lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ này. Mặt dưới này có các chữ Japan ở trên cái mặt này. Vỏ viền sáng nha. Em này vỏ viền còn rất là đẹp, bọc thép không gì toàn thân. Mà đấy em này thì có khắc tên thương hiệu Citizen này, Autodesk trên cái phần nắp đáy này. Đây là một chiếc Citizen nguyên bản chính hãng của Nhật, rất là đẹp luôn các bác ạ. Cái này lên tay rất là sang đấy. Size mặt là 36, size 36 nha. Chiếc này thì các bác nào có cổ tay từ 19 đổ xuống là lên tay em này rất là hợp luôn. Bốn chân càng dài, em này chân càng rất là dài và lớn luôn, tình trạng nốm hoạt động tốt. Bộ lịch thì chỉ cần quay hết một ngày lịch em đấy sẽ tự động nhảy sang ngày mới nhé. Và đây là một chiếc Citizen sở hữu bộ máy cơ tự động 21 chân kính,
Và em này còn hỗ trợ thêm cả cơ quan tay nữa, cơ tự động và có hỗ trợ cơ quan tay. Đây là một cái dòng máy cao cấp của thương hiệu Citizen Nhật Bản. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này, chốt đơn cho em nha. Mã G3, giá chỉ có 2.080.000 thôi. Đôi chiếc thứ ba, một chiếc đồng hồ vintage Thụy Sĩ cổ điển. Em này quá là hay luôn, để cho các bác sưu tầm này. Đây là một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ, hãng Casio. Em này có 4 cái phần chân càng cua như các bác nhìn này. Em này là chân càng cua, khá là lạ mắt luôn. Đáy zin nhá, đáy inox. Phần vỏ em này thì bọc inox không gì toàn thân. Đây các bác nhìn này, rất là sáng luôn, mặt cực kỳ là cổ điển rồi, mã luôn. Đây là một chiếc đồng hồ sưu tầm cho các bác, rất là hay. Size mặt là 31, size 31 nha. Em này chuẩn hàng vintage luôn này, lên tay các bác xem. Với 4 cái phần chân càng độc lạ như thế này, đây là một cái mẫu đồng hồ rất là đáng để cho các bác sưu tầm. Máy cơ lên dây với 17 chân tính. Đó, em này thì các bác có thể thấy nổi bật trên cái phần mặt đó là phần kim gió, có tính thêm được phần là mũi tên màu đỏ trên cái phần kim này, rất là nổi bật luôn đấy. Rồi, và đây là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này. Và các bác nhìn, đây là cái bộ máy nguyên bản chính hãng của đồng hồ này luôn nhá. Máy con lên dây 17 chân kính này, bánh xe nổi và vành tóc gai cổ điển, quá là đẹp luôn. Cái bộ máy nguyên bản chính hãng của Thụy Sĩ, siêu đẹp như này. Tình trạng máy hoạt động tốt, đã được lau dầu rồi nhá. Rồi, sưu tầm cho các bác chiếc đồng hồ này, mã sản phẩm là G7 này, với giá chỉ có 790.000 thôi. Mã G7 giá 790.000 cho các bác sưu tầm nhá. Chiếc thứ tư, Slava của Liên Xô các bác ạ. Đó, Slava với phần mặt siêu độc đáo. Em này cọc số học trò 3 kim 1 lịch này. Và trên phần mặt thì có khắc thêm được là vẽ thêm được các đường kẻ caro giống như là mặt bàn cờ vậy. Thiết kế mặt rất là độc luôn. Vỏ viền vàng nhá. Em này vỏ vàng còn rất là đẹp. Đây các bác nhìn này, không hề có hao mòn một chút nào cả. Đây là những vết mốc, cái này các bác có thể khắc phục được bằng cách là đánh bóng nhá. Rất là đơn giản thôi. Đáy inox này và hai núm. Đây cũng là một chiếc Slava có hai núm này. Bộ máy cơ lên dây. Em này cũng 26 chân kính luôn. Đó, mặt bao công, mặt kiểu bàn cờ rất là độc. Size mặt khá là lớn, đó là size 38. Size 38 nha. Các bác nào có cổ tay từ 20 trở xuống lên tem này thoải mái luôn này. Form quá là chất luôn ấy, đồng hồ Slava của Liên Xô. Em này cũng sẽ có hai núm nha. Và em này thì sẽ chỉnh mình khác hơn một chút, các bác không thể ấn trực tiếp vào như thế này được, các bác sẽ phải dùng đây một cái đầu nhọn, chứ các bác ấn vào bên trong như thế này, ấn vào trong như thế này để chỉnh cái phần lịch nha. Đó, đây là cách chỉnh lịch của chiếc Slava này. Tình trạng game hoạt động tốt, và bộ lịch ngày thì nó cũng sẽ nhảy tương tự bằng cách là quay hết 24 giờ thì lịch sẽ nhảy sang ngày mới nhé. Rồi, và đây là bộ máy bên trong của chiếc Slava này. Các bác nhìn này, bộ máy Su. Em này cũng sẽ sở hữu cái bộ máy Su nguyên bản của đồng hồ Liên Xô. Đó, cơ lên dây 26 chân kính. Đây là cái phần vành tóc nha, đang trong tình trạng hoạt động rất là tốt như thế này. Rồi, Slava của Liên Xô, máy cơ lên dây 26 chân kính. Giao lưu với các bác em này, mã là G4 nhé, giá 1.580.000. Rồi, tiếp tục lên cho các bác một em Paqueta Liên Xô. Em này có mã là G19 nha. Mã G19 giá 1.680.000 này. Mặt cổ điển với các cọc số La Mã,
lên cọc màu đen. Lần này thì sẽ có một cái size mặt khá là lớn, đó là size ngang là 39. Size 39 nhá. Và nếu như mà tính cả chân càng ngoài này thì sẽ là 42 à 41 này. Mặt trắng. Đây là một cái form mặt rất là cổ điển. Size khá là lớn cho các bác có cổ tay từ 20 trở xuống lên tay thoải mái này. Em này vỏ vàng nhá. Vỏ bọc vàng au 10. Đây là cái phần vỏ vàng của em này, chung là còn giữ được cái nguyên trạng khá là đẹp. So với những chiếc đồng hồ cổ cũng phân cấp thì đây là một chiếc Paqueta, còn giữ được cái độ mới khá là cao luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy, em này là đáy nóc nha. Đáy nóc. Rồi và đây là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này, là bộ máy su. Bên trên này thì sẽ khắc thông số máy trên đây này. Cơ lên dây đang trong tình trạng hoạt động tốt. Các bác nhìn đây là cái phần mái tóc của em này nha. Mái tóc đang chạy rất là mượt luôn. Đôi Zalo với các bác trên này G19 nha, 1.680.000. Chốt đơn cho em về Zalo số điện thoại 0936050424. Em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Em qua mẫu tiếp theo nha, Mido Commander. Đó, đây là một chiếc Mido. Trên phần mặt này có khắc chữ Wismet này. Đó, đây là Mido của Nhật nha các bác. Dây khóa zin này, nốm zin, vỏ bọc thép không gỉ toàn thân. Size mặt là 37 này. Size 37 nha. Và Mido này thì các bác quá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Chung là những cái người sành chơi đồng hồ thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà bỏ qua cái Mido Commander này được. Đây là một cái hãng đồng hồ rất là nổi tiếng. Ba kim này, một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ. Bây giờ em sẽ test thử cho các bác xem nốm của chiếc này nhé. Tình trạng nốm hoạt động tốt. Chiếc này thì sẽ có nấc để chỉnh định nhanh nhé. Nấc đầu tiên các bác xoay theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh cái phần định ngày, lịch thứ, và xoay ngược kim đồng hồ để chỉnh cái phần định ngày. Nói chung là có cái phần nào trong quá trình sử dụng. Em đến tay cho các bác xem này. Đó, form em này thì quá là đỉnh rồi. Mido Commander. Zalo với các bác trên này, mã G14 nha, giá 1.480.000. Em qua mẫu tiếp theo Paqueta. Paqueta của Liên Xô, em này hàng sưu tầm cho các bác này, mặt rất là cổ điển rồi. Các bác nào mà thích sưu tầm những cái dòng máy cơ cổ của Liên Xô thì các bác có thể để ý đến em này nha. Bởi vì là nó sẽ có cái phần mặt đây cũng là một cái mẫu đồng hồ nó rất là xưa đấy, đáng để cho các bác sưu tầm này. Mặt vàng, cọc số chạy tia, có cài đá đen, pha kim, và em này thì sẽ có một ô lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ nha. Máy cơ lên dây. Đó, viền băm khá là đẹp. Nói chung là đây là một chiếc Paqueta sẽ có một cái form dáng rất là dài dặn và nam tính. Size giày của em này lên đến tận 12 luôn các bác ạ. Chiều dày 12, ngang là 36 này, và dọc 38. Vỏ viền vàng. Ở bên trên cạnh sườn này thì có một chút hao mòn nhẹ. Đây là hao mòn rất là nhẹ thôi, nói chung là không đáng kể đâu các bác ạ. Hao mòn nhẹ ở trên cái phần vỏ này. Đó, đây là cái phần lớp vàng của em này nha. Em này thì sẽ được bọc vàng. Đây, lớp vàng của em này thì rất là dày. Nói chung là những cái dòng máy của Liên Xô đấy được bọc vàng rất là đẹp luôn các bác ạ. Ở mặt dưới này thì sẽ có hao mòn một chút, thì nó sẽ nằm ở mặt dưới. Em sẽ test thử cho các bác xem cái phần nốm nhé. Tình trạng nốm hoạt động tốt này, nốm chạy rất là êm luôn. Bên này thì không có nắp để chỉnh định nhanh. Bên tay cho các bác xem thử trên này nhé.
trải qua mấy chục năm rồi, thế nhưng mà bộ máy của em này còn đang trong cái tình trạng hoạt động rất là tốt và chuẩn giờ. Bây giờ em sẽ mở cho các bác xem cái phần máy bên trong của chiếc này nhé. Rồi, và đây là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này. Các bác nhìn này, bộ máy Su 2628H. Đó, đây là cái phần bạch tóc này, đang chạy rất là êm. Và em này thì còn giữ được một cái độ, cái phần máy còn giữ được một cái độ mới khá là cao đấy các bác ạ. Rồi, để sở hữu em Pakata Liên Xô hàng vintage cổ điển chính hãng như thế này, các bác nhanh tay nhắn tin về Zalo cho em nha. Mã là E180 với giá chỉ có 1.380.000. Em qua mẫu tiếp theo, Citizen Predator. Đó, một cái dòng máy cơ cổ điển của Citizen. Vỏ bọc thép không gỉ toàn thân. Em này phần vỏ còn rất là đẹp luôn các bác ạ. Không hề có một chút hao mòn nào nhé. Là cái phần nắp đáy này, ở đây thì có ghi tên thương hiệu Citizen Delta trên cái phần nắp đáy này. Mặt rất là sáng với các cọc số chảy tia ba kim và có một ô lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ. Size mặt là 37 này. Dành cho các bác nào cổ tay từ 19 đổ xuống là lên tay thoải mái luôn nhé. Em lên tay thử cho các bác nhìn. Quá là chất luôn đấy. Citizen Nhật Bản. Máy con lên dây. Em này 21 chân kính, kim cọc hoạt động tốt này. Đây em vừa lên tới cót nha, kim đã bắt đầu chạy rồi này. Đây là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này. Nó các bác nhìn, đây là cái bộ máy nguyên bản chính hãng của Citizen nha. Cơ lên dây với 21 chân kính này. Em này tình trạng máy hoạt động tốt, đã được lau dầu. Và đây là một bộ máy còn giữ được cái độ mới rất là cao luôn nha. Rồi các bác quan tâm đến mẫu đồng hồ này, chốt đơn cho em với mã là E192, giá chỉ có 1.480.000 thôi nhé. E192 giá 1.480.000. Rồi qua mẫu tiếp theo, Polzot 23 chân kính, mặt đỏ huyết. Đó, đây là một chiếc Polzot cổ điển của Liên Xô với form dáng rất là nam tính luôn các bác ạ. Quá là chất luôn anh em này. Size ngang là 34 và size dọc em này là 34 này. Nếu như mà tính cả chân càng em này nữa thì sẽ là 42 nha các bác. Polzot 23 chân kính, cọc số vàng. Bên trên đây thì các bác có thể thấy được cái bộ kim cổ điển của thương hiệu Polzot, rất là đẹp luôn nha. Máy cơ lên dây 23 chân kính. Và đây em này thì sẽ có thêm một ô cờ lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ nữa. Kim cọc hoạt động tốt. Trên này thì lịch chỉnh bằng cách là quay hết một ngày, lịch sẽ tự động nhảy sang ngày mới nhé. Đây là cái phần nắp đáy này. Các bác nhìn đây là cái phần 1945-1985, một cái thương hiệu đồng hồ, chiếc đồng hồ quá là cổ điển để dành cho các bác sưu tầm rồi, biểu tượng của hãng Polzot. Rồi và đây là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này. Các bác nhìn này, bộ máy Su nha, nguyên bản chính hãng của Polzot Liên Xô. Máy đang hoạt động rất là tốt. Và máy của em này thì cũng còn rất là đẹp luôn các bác. Rồi giao lưu với các bác chiếc Polzot này. Mã là G18 với giá chỉ có 1.980.000 thôi nhé. G18 giá 1.980.000. Rồi tiếp tục lên cho các bác này, một em đồng hồ của Nhật Bản, Santima. Santima của Nhật Bản. Mặt form dáng vuông cạnh bầu, mặt rất là sang với điểm nhấn vào hai góc 6 và 12 giờ. Hai cọc số được đính bằng viên đá quý rất là đẹp và nổi bật. Vỏ viên vàng nhá, em này vỏ vàng còn rất là mới và đẹp luôn này. Đây là hai bên cạnh sườn. Lốm ngọc màu đen, đáy inox. Đó. Bộ máy cơ lên dây. Trên này thì sẽ có size mặt là 30, size chéo
34, size dọc cũng là 30 nha, tương đương với một chiếc đồng hồ phun tròn tầm là size 33. Dành cho các bác nào có cổ tay vừa và nhỏ một chút thì lên tay sẽ đẹp này. Sanfima của Nhật Bản, máy cơ lên dây 17 sân kính. Em này máy còn rất là sáng luôn. Đây là dây khóa có khắc chữ S biểu tượng của hãng đồng hồ Sanfima này. Rồi một cỗ máy vô cùng độc đáo đến từ thương hiệu Sanfima của Nhật Bản. Bên trên đây là lớp bảo vệ. Các bác máy nó sẽ ở phía dưới như thế này. Nằm ở phía dưới cái này nha. Nên là các bác cũng sẽ khó có thể nhìn thấy được phần máy ở bên trong. Nói chung là em này thì đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi, cho nên là các bác cứ hoàn toàn yên tâm sử dụng thôi nha. Rồi chiếc này Sanfima, giao lưu với các bác giá chỉ có 1.580.000, mã sản phẩm là E159 nhé. Em qua mẫu này, Hamilton Thụy Sĩ, một hãng đồng hồ cực kỳ là lớn và nổi tiếng của Thụy Sĩ này. Các bác dành chơi đồng hồ thì chắc chắn là không thể nào mà không biết đến cái hãng đồng hồ này. Đây là một chiếc Hamilton máy cơ lên dây, size ngang em này là 32 này, dọc là 32, nếu như mà tính cả chân càng của em này thì sẽ là 39,6 nhá, hoặc là size 40. Form dáng thì rất là mềm mại. Chiếc này các bác nào nữ cũng có thể đeo được luôn này. Nam đeo được nhưng mà nữ cũng có thể đeo được. Nếu mà nữ thì các bác nên thay bằng một cái dây khóa kiểu dây khóa kim loại, dây khóa lụa nha, thì nó sẽ sang hơn dành cho các bác nữ. Máy có lên dây 21 chân kính. Em này thì sẽ có phần cọc số chảy tia, điểm nhấn vào hai góc 6 và 12 giờ. Bên trên đây là bộ kim cổ nguyên bản của Hamilton này. Vỏ viền bọc thép không gỉ toàn thân nhá. Đây là cái phần lắp đáy. Lốm này thì khả năng đây là một chiếc lốm nai rồi. Lốm nai, lốm kiểu nắp chai đấy. Đây cũng là một cái mẫu lốm nó khá là cổ điển đấy. Và đây là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này. Đó, đây là cái phần nắp đáy nha, có khắc tên thương hiệu Hamilton biểu tượng này, Wismade. Còn đây là cái phần bộ máy bên trong, cái bộ máy của Thụy Sĩ, chung là quá là đẳng cấp luôn các bác ạ. Những cái thương hiệu lớn của Thụy Sĩ luôn luôn giữ được cái bộ máy có cái độ mới rất là đẹp. Máy có lên dây đang trong tình trạng hoạt động tốt nha. Em này đã được lau dầu, hoạt động ổn định rồi. Trên cái phần bánh xe này thì có khắc tên thương hiệu Hamilton Wismade này. Có lên dây 17 chân kính. Và đẳng cấp của đồng hồ Thụy Sĩ luôn các bác. Bác nào mà quan tâm đến mẫu đồng hồ này thì nhắn cho em nhé. Mã sản phẩm là E59 với giá sưu tầm chỉ có 1.450.000 thôi. Chỉ với 1.450.000 là các bác có thể sở hữu được một em đồng hồ Hamilton, thương hiệu lớn của Thụy Sĩ rồi. Giá rất là hợp lý để cho các bác có thể sưu tầm. Rồi tiếp tục, Bulova dòng máy Longchamp. Em này sẽ có size ngang là 30 và dọc là 38 nha các bác. Ngang 30, dọc 38. Mặt vân lụa và các bác để ý thấy trên cái phần mặt em này, một chiếc Bulova 2 kim nha. Mặt nền theo kiểu thiết kế theo kiểu mặt vân lụa. Nói chung là rất là sang luôn. Vỏ viền bọc thép không gỉ toàn thân. Đáy vuông thành bến cạnh có khắc tên thương hiệu Bulova này. Núm zin có logo nhá. Em lên tay cho các bác xem thử này. Bulova một cái thương hiệu lớn của Thụy Sĩ. Bác nào mà quan tâm đến em đồng hồ này hoặc là muốn xem máy thì nhắn tin về Zalo cho em để em gửi ảnh nha. Em hiện tại là không có ảnh trực tiếp ở đây, nhưng mà các bác quan tâm đến bộ đồng hồ này thì cứ nhắn tin Zalo cho em. Cái đáy này nó hơi khó mở đấy, cho nên là em sẽ không mở trên live nữa. Các bác yên tâm, đây là một chiếc Bulova nguyên bản chính hãng 100% luôn nha. Em cam kết luôn, Bulova Thụy Sĩ. Chiếc này giao lưu với các bác này, mã E88 giá 1.950.000. Em qua mẫu tiếp theo, một chiếc Bonzov 12 tư thế.
mặt quá là chất luôn. Size mặt 34, chuẩn form 34 luôn các bạn. Đỏ huyết, mặt này là mặt đỏ huyết nha. Máy cơ lên dây 17 chân kính, nguyên bản chính hãng của Polzot. Và đây các bác có thể để ý thấy là cái phần liềng của em này nha. Liềng kiểu liềng băm đấy. Liềng băm rất là đẹp, tạo cho chiếc đồng hồ nó có một cái form nó khá là mềm mại này. Vỏ viền vàng, đây là cái phần vỏ vàng của em này, các bác nhìn này. Vỏ vàng rất là sáng và đẹp, không hề có một chút hao mòn nào. Đáy inox nha, dính khóa lụa linh kiện. Em lên tay cho các bác nhìn này. Em lên tay quá là đẹp luôn. Size 34 dành cho các bác nào có cổ tay từ 18 trở xuống, lên tay thoải mái nhé. Chiếc này giao lưu với các bác mã M187 với giá chỉ có 1.880.000. Rồi lên cho các bác một chiếc NK máy quartz, máy chạy cơ pin, viền chém cạnh. Em này con dáng tanh, dáng tanh nó khá là dễ đeo đấy. Mặt đen với các cọc số được thiết kế bởi một cái phong cách nó rất là sang trọng, sắc nét. Đây là cái phần vỏ ngoài nha. Em này thì sẽ có cái phần vỏ được bọc thép không gỉ toàn thân. Đáy inox, em xin lỗi, đáy bọc thép, đáy inox, đáy bọc thép nha. Và ở đây thì các bác có thể thấy được biểu tượng và tên thương hiệu Enika được viết ở trên cái phần này. Cái này là linông nha, linông chống xước. Người chủ cũ người ta dán vào đây để chống xước cho cái phần logo cũng như là tên này. Em lên tay cho các bác nhìn nhá. Đó, em này trông thiết kế đơn giản nhưng rất là sang. Size dọc là 36 và size ngang em này là 29 này. Ngang 29 dọc 36. Máy quartz tức là máy pin nha các bác, chạy rất là chuẩn giờ. Cho nên là các bác chơi những cái dòng máy quartz thì không bao giờ phải để ý đến cái việc là nó có sai giờ hay không, hay sai số như nào, rất là tiện. Em này giao lưu các bác này giá là 750.000 thôi nha, mã E85. Rồi lên cho các bác một em Cardinal của Liên Xô với các cọc số cổ điển xưa, số học trò. Mặt rất là vintage luôn. Em này có cái màu mặt màu mỡ gà với 3 kim và 1 ô lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ này. Mặt vuông cạnh bầu với 4 chân càng lớn ôm sát vào cái phần viền đồng hồ như thế này. Đây là cái phần vàng nhá, vỏ vàng còn khá là đẹp. Đáy inox này, một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ. Em này kim cọc hoạt động tốt. Lên tay cho các bác xem thử chiếc này nha. Đó, form dáng rất là xưa. Các bác sưu tầm em này chơi quá là hay luôn này. Máy cơ lên dây với 17 chân kính. Đó, do Cadillac Liên Xô. Em này mã là E167, giá chỉ có 1.480.000 nhá. Em có mẫu tiếp theo Orange Star, dòng máy sưu tầm cho các bác. Size em này sẽ có size mặt là 32 nhá. Size 32, mặt vân lụa với các cọc số thiết kế theo kiểu mũi tên đan xen với số học trò, kim cọc vàng. Và đặc biệt là đây là một chiếc Orient Star được bọc vàng 14K nha các bác. Đây là cái phần nắp đáy, đáy kiểu nắp cài, có khắc triện ở trên cái phần vỏ này. Bọc vàng 14K gold fill. Em này lớp vàng rất là đẹp luôn đấy các bác ạ. Đây là cái phần nốm nha, nốm zin đây này, nốm zin logo. Vỏ vàng siêu đẹp luôn, không hề có một chút hao mòn nào cả. Nếu như mà các bác không thích chơi cái phần mặt cổ điển này như thế này thì các bác có thể spa đánh bóng lại nhé. Em lên tay cho các bác xem thử này. Bộ máy cơ lên dây với 17 chân kính nguyên bản chính hãng của Nhật.
rất là đẹp luôn. Em này giao lưu với các bác này, mã sản phẩm là E191, giá chỉ có 1.580.000 thôi nha. E191 giá 1.580.000 cho một em Orange Star, bọc vàng 14K Gold Fill, quá là chất như thế này. Rồi và mẫu đồng hồ cuối cùng kết thúc 17 chiếc đồng hồ ngày hôm nay của em, đó là một chiếc Enica các bác ạ. Enica của Thụy Sĩ. Thì các bác biết đến cái dòng đồng hồ Enica, đây là một cái hãng đồng hồ rất là cổ điển của Thụy Sĩ rồi. Nói chung là trên thị trường thì cũng khá là hiếm những cái dòng máy Enica này đấy. Cho nên là đây là một cái mẫu máy cho các bác sưu tầm rất là hay này. Enica Thụy Sĩ, 3 kim 1 lịch nằm tại gốc 3 giờ. Em này là các cọc số trái tia và có cài đá đen nha. Bên trên đây thì các bác có thể thấy được cái logo biểu tượng của thương hiệu Enica. Bình thường thì các bác sẽ thấy được các biểu tượng, nó là cái phần mặt vẽ. Thế nhưng mà đây là các bác nhìn này, đây sẽ là một chiếc logo với cái phần mặt bên trong được đắp nổi luôn nha các bác. Mặt vàng đắp nổi luôn ở trên cái phần mặt đồng hồ này. Đó. Máy cơ tự động automatic. Đây là cái phần nắp đáy, các bác có thể thấy biểu tượng hình cá mập Biển Đông với biểu tượng của hãng đồng hồ Enica này, được khắc rất là sắc nét ở trên cái phần nắp đáy. Nắp đáy cũng được thiết kế theo kiểu viền như thế này. Rồi đây các bác ơi, bộ máy bên trong của chiếc Enica này. Đây là cái phần nắp đáy bên trong cũng được khắc tên thương hiệu Enica này. Đó. Bộ máy đẳng cấp của đồng hồ Thụy Sĩ các bác nhìn. Quá là đẹp luôn. Trên phần máy bánh, trên cái phần cánh quạt này thì sẽ có khắc tên thương hiệu Enica. 20 năm chân kính Wismate. Bộ máy vàng 5 tầng. Ôi bộ máy này quá là chất luôn các bác ạ. Một cái máy vàng còn giữ được một cái độ mới cao như thế này, quá là đẹp luôn. Rồi và kết thúc video ngày hôm nay sẽ là một em Enica máy cơ tự động dáng trứng với bộ máy vàng siêu đỉnh của đồng hồ Thụy Sĩ. Giao lưu với các bác chiếc này nha. Mã là G22, giá 2.280.000. G22 với giá chỉ có 2.280.000 thôi nha các bác. Rồi chốt đơn cho em về Zalo, số điện thoại 0936050424 em đã để ở bên ngoài màn hình nha. Và các bác đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể đón xem các video của kênh cửa hàng Kim Đồng Cổ được sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.